Chào mọi người, tình hình nhiễm virus corona đang diễn biến phức tạp. Riêng tại Trung Quốc đã có 106 người đã tử vong do nhiễm virus corona. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa virus corona lên mức cảnh báo là cấp độ cao rồi. Hiện nay vẫn chưa có thuốc cũng như vaccine điều trị đặc hiệu sốt virus corona. Dưới đây là một số triệu chứng. Triệu chứng thứ nhất đó là sốt. Triệu chứng thứ hai là ho. Triệu chứng thứ ba là khó thở. Virus corona lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Về cách phòng tránh, có các cách như sau. Thứ nhất, phải giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng ít nhất là 20 giây trở lên. Che miệng mũi khi ho hắt hơi bằng khăn giấy. Đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng đông người. Ăn chín uống sôi. Phải lau chùi sàn nhà sạch sẽ, tay vịn cầu thang. Tăng lưu thông không khí trong phòng bởi vì virus corona sẽ chết khi nhiệt độ cao. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cảm cúm. Tránh tiếp xúc với những người từ vùng dịch trở về. Phải đến ngay cơ sở y tế khi có các biểu hiện cảm cúm, ho, khó thở. Đừng ngại che giấu mà hãy nói hết cho bác sĩ biết những triệu chứng của mình. Đó là cách phòng chống tốt nhất cho bản thân và cho mọi người. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi và nhớ thực hiện những lời khuyên đó nhé.